Bây giờ đi ra cánh cửa. Dơ như thế này, mình gỡ ra mình thấy cái mới. Nào. Giờ mình tháo cái này ra rồi thay lại cái mới. Nha các bạn. Đây mình sửa mấy cái màn cửa lưới này nha các bạn. Mình gỡ cái sợi dây này ra. Rồi. Lấy miếng lưới ngon lành bỏ vô lại. Nên mình phải cần cái screen supply này ha. Cái này mình mua cái này là chấm 14 là 25 feet. Đây còn như này mình gắn cho bạn đây. Cái này nó có cái lỗ cắt sao. Mình không có làm cái hướng này. Mình phải làm cái bên này cho nó căng. Thank you.
Ta-da. Đó, và bây giờ mình cắt phần dưới đi. Mình có thể dùng cái này mình cắt cũng được. Nên là mình cắt cái này đi là xong. Không, mình dùng kéo mình cắt.
Ta-da. Bây giờ đã xong. Dễ không các bạn? Ở ngoài gắn không có được, mình phải đi vào bên trong gắn mới được. Okay. Mình đang gắn sai chiều. Ta-da!
We all set. Cảm ơn các bạn đã coi video.